Hello, xin chào các bạn. Mình là Lễ P đây và chào mừng anh em trở lại với cái kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ trở lại và tiếp tục với cái trò chơi King of Crab. Và bữa trước là mình đã trải nghiệm cái con cua Island Crab này nè. Là một con cua huyền thoại hiếm nhất và mạnh nhất trong cái trò chơi này luôn. Với một cái kỹ năng gọi là tối đa, sức mạnh tối đa. Và mọi người cũng đã thấy là cái con này nó đánh nhau là bá cháy vào chén luôn các bạn. Kỹ năng của nó là đẻ ra những con và nếu mà các bạn đẻ ra 5 con và các bạn giữ được 5 con đó, tí nữa nó đẻ nữa 5 con nữa là sẽ là 10 con luôn nha. Nó cộng dồn luôn, chứ con không có bị chết. Kiểu như là nó không có mặc định là đẻ bao nhiêu con cả. Và một cái tin vui cho các bạn là trong tháng 11 này nhà phát hành sẽ ra mắt thêm cua mới. Và mình có coi trên Twitter của cái trò chơi này á. Twitter là một cái ứng dụng cũng giống như là Facebook vậy á, nhưng mà có bên nước ngoài thì người ta sẽ cập nhật thêm một con cua mới, đó là con cua Future, là con cua tương lai á. Thì mình thấy người ta ghi vậy thôi, nhưng mà mình có xin một cái bản vẽ con cua bởi vì mình tò mò mà người ta chưa trả lời. Vậy nếu mà mình có cái bản vẽ đó thì mình sẽ show cho mọi người xem. Trong tháng 11 này cũng sẽ có một số cấp đem mới. Mình thì cũng không phải là cái gì ghê đâu, chỉ chẳng qua là mình coi ở trên cái trang của cái trò chơi này mình biết trước thôi, chứ không phải là mình là kiểu như là đoán này kia rồi đâu các bạn, là những thông tin thiệt á. Và ok, video clip này mình sẽ chơi với cái con cua Janmus Crab. Con này là một con super ray, cũng dễ kiếm thôi. Mình cũng đã quay được cái kỹ năng của nó là 4 điểm rồi, còn một điểm nữa là mắt thôi. Con này á, là nếu mà nó đánh cái tay xuống dưới đất á, là những con cua khác sẽ kiểu như động đất á, là nó kiểu như là nó giăng lên, giống như là con này giống như là thằng đờ hút vậy các bạn. Đấy, và chiêu với lại cái update mình cũng đã nâng khá là nhiều rồi, về máu tấn công và tốc độ cũng đã ok. Skill thì mình còn thiếu vài điểm nữa thôi, nói chung là cua của mình cũng rất là mạnh. Bây giờ thì mình sẽ chọn một cái skin. Không biết là các bạn thích skin nào, nhưng mà mình sẽ chọn chơi skin Mega Ray đi. Đấy, biến con cua này thành một con cua metal. Metal là thép đó nha các bạn. Metal Revest Skin. Đùa. Bây giờ đội cho nó một cái mũ, cho nó ngầu. Mũ nào đó ta? Không, mũ này lại nhìn nó không ngầu. Cái mũ này nó vàng nhìn nó kỳ quá. Kiếm cái mũ nào nhìn ngầu ngầu ta. Movie mình speed là cái kiểu như là cộng cái tốc độ di chuyển lên 12% thì cũng được, nói chung mình đậu cái nón này cũng được. Hay là cái này ta, không, cái này cái màu nó khác rồi. Ok, đậu cái sắt hết đi. Và chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi. Từ từ nào, mình sẽ xin miếng nhạc cho nó vui nhộn nha các bạn. Mình chơi chế độ gì ta, chơi chế độ king đi. Chơi chế độ king nó có đi nhặt kho báu rồi cho vui. Special thì mình có thể gặp được rất là nhiều anh em Việt Nam, nhưng mà Special đánh lộn lộn xộn quá, đánh nói chung đánh liên tục rất là mệt. Chơi cái map này thì mình đi tìm kho báu nó vui. Thì có nhiều bạn chia sẻ với mình là lượm được kho báu khiên khiên vàng rất là đẹp luôn anh em. Mình chưa giờ lượm được hết đó, mặc dù mình chơi game này khá là nhiều. Và chào mừng anh em đến với trò chơi King of Crab nha. Các bạn có thể tải game bằng cách bấm vào phần mô tả của clip và search ở trên Google Store hoặc là Apple Play nha các bạn. Mày léo, mày léo, mày léo, mày léo. Úi gì? Cua mình yếu vậy? Ôi, cua thép mà yếu vậy? Mới vô nó lại ai? Trời. Mình đang xếp hạng 50 mấy luôn nha các bạn. Léo, léo, ôi, léo, 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 léo. Ơi, quên lấy cái hút rồi. Ôi, quên lấy cái hút sao chơi? Vậy vậy. Thôi kệ, chơi cho nó khó khó một tí, tự đi lượm đồ ăn cho nó vui. Léo 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 léo, mới vô mình có 3% mà mọi người. Mất mặt cua đéo ơi, mất mặt cua đéo. Ơi vậy. Con cua nó mạnh lắm các bạn. À, quýnh con tôm hùm. Mày léo, mày léo. Léo không các bạn, mình ăn được con tôm hùm mà không ăn được mấy con cua kia. Nó quá đông. Quá đông, quá nguy hiểm. Mình đang ở đâu vậy? Là bố mày trả thù mày. Léo, léo. Skill nè, léo, mạnh vậy. Cái đó giống như là mình đánh xuống đất ấy, xong rồi nó tạo ra một cái cơn động đất. Ui, sao mấy con cua đông vậy ta? Ok, bố mình đánh nè, trời mình mạnh vãi tè. Léo nè, léo nè, léo nè, léo nè.
Láo nè, láo nè, láo nè, láo nè, láo nè, chắp khuyên luôn các bạn. Bắt đầu mình mạnh lên rồi đấy. Bắt đầu mạnh. Úi, cái rạn san hô này sao nhiều cua vậy? Nó bị kẹt các bạn ơi. Thấy nó bị kẹt nè. Khuyên khuyên Captain America. Khuyên Iron Man. Mày khuyên trội mình mạnh. À, mình sẽ kiểu như dồn chiêu lại á, và dồn cua đông đông xong mình đánh thử một cái coi thử nó mạnh không nha. Ôi vậy, vậy đoán gì ấy vậy, vậy, vậy nó ủa mất máu như vậy trời, cái con cua gì ghê á, con cua chút xíu mà không trời. Ê, mình bị gì các bạn, ê vậy mình bị gì á trời, cua gì ấy, nó cắn giống như là máu, nó rút máu liên tục luôn. Vãi, đi qua đây lấy cái thùng coi. À, cái mấy anh bạn mày tránh xa tao ra, mày tránh xa tao ra, cút cút đi chỗ khác để tao ăn chuối rồi. À, thằng quýt trời. ok mình còn tới 8.000 mấy tim rồi mà. À, Nani nan chạy đâu nan. Ủa, mình quýt cái này nó bật ngửa luôn các bạn. Ơi nó thản cái gì kìa lão. Cái này là kiểu như chất nhờn của nó các bạn, ở trong đó nó mình sẽ di chuyển bị chậm mà không có đánh được. Đi ra thôi đấy, mình để dành chiêu, có chiêu kìa. Bây giờ mình chờ đông đông mình quýnh nha, vắng là mình không có quýnh, kiểu như quay đông lại mình skill. Trời, mấy anh ghét đông chứ, mấy anh ghét chơi đông mày. À, game này là các bạn chơi tốt ở trên iPad nha anh em, giờ chơi iPad ngon lắm, iPad mà iOS á. Léo thì hôm nay mình bị viêm họng nên là có thể giọng mình hơi khác, anh em thông cảm nha. Không biết ngủ dậy sao giờ bên họng ở đâu quá. Ok, đi lấy cái khiên. Mình được 31% rồi, lớn cũng khá là nhanh đó chứ. Lao nè. Ôi sao chỗ này toàn quýt không vậy trời. Chỗ này người chơi mới không à, không có người chơi mạnh. Ủa, mình đang xếp hạng 9 rồi, lên được bảng rồi. Ồ, xếp hạng 8 là Su, hạng 7 là Hello, hạng 6 là Anna, hạng 5 là các cháu khỏe không. Hạng 3 là Chúa là tình yêu sự. Chết luôn rồi. Ủa, thằng này cầm, mày ỉ mày cầm cái gì mày chơi tao. Trời, nó nghĩ là nó cầm cái rìu cho nó dí mình. Phải trưởng, bố mày cho mày ăn chai nè. Cô Bin. Đùa, mình đang ở đâu vậy trời? Vô trung tâm chơi. À, thôi quá, ăn cái thùng này đi. Kiếm một cái vũ khí thật là mạnh. Tí nữa mình mạnh là mình sẽ ok à. À, cái búa là theo như mình đánh giá rất là mạnh nha mọi người. Đánh con nào cũng bật ngửa đó. Nó vừa đứng dậy là đánh một cái nữa nó bật ngửa tiếp. Được rồi. Ôi, thằng nào, trời ơi. Bảo rùa. Tránh xa tao ra nha. À, mình thấy thằng gì đây rồi. À, ti. Mày cầm chìa khó hả? Đưa chìa khó cho bố. Ê, đưa. Ê, con cua kia, ê. Đưa chìa khó đây. Chạy. Lấy chìa khó được rồi. Rút ơi. Ở dây con cua kia nó dí mình, con tiên nó dí mình. Rồi, chìa khó của tao, cái rương đây nè. Qua đây các bạn. Mở. Ôi ơi, gì ở tiền không à. Ơi mà lên kinh luôn rồi, ghê vậy. Ờ, giống cái rương kho báu toàn là tiền không à, vãi. Ở con cua sắc lên kinh luôn rồi, ghê thiệt. Rồi mình mạnh lắm các bạn, mình trâu lắm. Ô, quýnh trong đêm mình quá trâu, cua dừa mình nó chơi không lại mình luôn. Ồ, top 1, đơn giản vậy trời. Mới có mười mấy ngàn điểm lên top 1 rồi. Trời ơi, mấy bạn này yếu vậy. Các bạn này gặp mình thì BT nha. Ôi, con cua Alaska bị mình quýnh bật ngửa luôn kìa. Con này trâu quá các bạn. Con này trâu quá. Mới 46% mà mày nó bái đạo luôn. Nó giết cua hoàng đế luôn. Skill này bật ngửa cho thằng Tê. Hồi nãy là mình có cái búa đúng không? Bây giờ không cần búa nữa. Mình chơi nó bình thường nè. Chạy cua hoàng đế hả mày? À, mình mới là cua hoàng đế. Nó là mình bị cướp cái vương miện rồi. Tuổi. Trời ơi, mình mạnh quá các bạn. Con cua này là con cua thép nha mọi người. Mới 51% thôi. Đông nè, trời. Xuống quá.
Nãy mình lấy cái hút này, bây giờ mình mạnh lắm rồi. Thôi không cần, không cần, bố không cần đâu. Cái ai mày mới có phát triển có một nửa mà mình lên cua hoàng đế không các bạn? Ê, chạy con cua này bự quá. Thôi lại quýnh nè. Phải dùng cái đầu nha các bạn. Làm cái gì cũng phải dùng cái đầu. Thôi mấy. Tưởng chết chứ. Làm gì cũng phải dùng cái đầu. Ok. À, cua Alen. Mày bày đặt chơi cua Alen đó mày. Cái Gennari bị dí nè, tội. Nó bị dí nè. Đứng lại chơi, bạn bự hơn mình nè bạn. Bạn bự hơn mình nè bạn. Trời ơi bạn. Bạn bự hơn mình nè bạn. Bạn bự hơn mình nè bạn. Ơi làm gì bạn ơi. Bạn bự hơn mình nè bạn. Viking. Bự hơn mình nè bạn. Thằng này ăn skill không? Mình cái chiêu đó mà dùng một cái là bất cứ con nào cũng bật ngửa đó. Ơi thằng Gipgy nó giành top mình rồi. À, tại vì mình dù sao cũng là một con cua nhỏ mà mình chưa trưởng thành. Thôi nhện gần nhện quá trời luôn rồi. À, thằng kia đứng lại cua tay dài thằng Rít. Ôi nhện mấy nhện cắn ghê quá. Mình trở thành cua hoàng hậu rồi mọi người ơi. Vãi trưởng nè nè. Hồi nãy có kho báu mà mình ăn ra vàng giờ quá xui. Cúp xích thì kiếm kho báu rồi mọi người ơi. Nếu mà mình với lại thằng top 1 hai thằng cùng BT nhau chơi thôi chắc chùm luôn á các bạn ơi. Thằng Tuấn, Tuấn chạy ra ngoài đi Tuấn. Thằng Tuấn. Ê con cua kia nó dí bên kia. Không phải ta đang yếu nha mày. Ê nó có dao nên mình chạy thôi chứ biết sao giờ. Ôi nãy giờ mình chết căn mạng rồi đúng không mọi người? Chết mạng đầu à. Ui ơi đâu. À. Lao. Ui nó mạnh quá. Ui vừa vũ khí mà vừa dao nữa chứ ai chơi lại không nội. À đồ ăn của ai? Thằng này mới chết. Ui vừa bự chứ các bạn. Chơi không? Ui gieo mạnh quá. Bố mình sợ tuôn nè, gieo chạy con. Chạy. Em lắc cút đi chỗ khác. Rồi mình cố đạp cái thùng này đi. Ê nó cầm dao đó kìa. Ê mình cầm dao, mình cầm dao nhỏ rồi. Chạy. Đâu đừng dí tao. Đậu phộng chứ. Ê kết bạn đi đậu phộng. Thôi cứu cá gai. À mày, tao ghét mình cứu cá gai lắm. Cứu cá gai gái cá. Cứu cá gai nè. Ồ top 3 luôn rồi các bạn ơi. Chi đe vãi. Đi qua kêu quýnh lộn với con cua hoàng đế đi. À lại mày. Mày cầm dao. Ôi cho nó mạnh quá các bạn ơi. Ê nó có skill mà có skill. À, nó mạnh vãi. Cái con cua đó, con cua Tasmanian nó mega ray, mình super ray à, chứ không lại là đúng rồi. Lão nè. Ê nó dí dách mình. Mày dí. Con này rất là dễ lấy cái năng lượng của kỹ năng skill nha các bạn. Các bạn có để ý không? Nó rất là dễ. Một lát là nó có thể skill liền à, một lát là trưởng liền à. Lao quýnh rầm lâm luôn. Bố mẹ ăn nè. Trời, sao thằng kia cầm dao hoài trời. Các bạn đợi nãy giờ nó cầm dao hoài luôn á, dao ở đâu cầm hoài luôn á. Nãy giờ nó dí mình mấy mạng luôn trời. Lao. Là do mình không lấy cái đồ hút á nên mình chơi khổ hơn tụi nó. Lấy cái đồ hút là giết xong nó tự nó hút vô à, còn mình là phải à, mình có skill rồi. Chết, tao chờ mày chết. Quay đây. Bố mày skill nè, mày chết nè, không chết đi. Con đốt này lắc dí ai vậy? Rồi quýnh tờ lơ luôn các bạn. Ê nó mạnh. Cua thách mày nè, nó mạnh ghê á. Con đó là con
King of Crab luôn các bạn. Đó là con cua hoàng đế luôn á. Con cua hoàng đế mà ở Việt Nam mình gọi gọi đó là con cua hoàng đế đó. Gỗ mày cha mày xúc xích. Lao lao lao. Ui 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 ui, con này mạnh. Ủa mày chết mình nè. Xúc xích chơi dưới. Ui. Ăn này mạnh quá, ăn này mạnh quá. Xúc xích xúc xích xúc xích xúc xích. Ôi đừng kia nó lại cái dao nữa chứ. Rồi tao sợ tui mày. Tao chơi mày nè. Lắm lắc lắm lắc lắm lắc lắm lắc lắm lắc lắm lắc lắm lắc. Mày lắm lắc chơi ai hả? Đấy, cua Super Ray chơi với lại cua Mega Ray. Giờ mình mạnh rồi, 79% rồi. Lắc. Nào chơi, nào chơi. Thằng nào chơi. Ê, chơi, 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 chơi. Ê, mình thấy xúc xích mạnh lên các bạn ơi. Đấy, xúc xích mạnh vậy. Lớp 2 rồi, lớp 2 rồi. Nhà đâu ra đây. Đang trời tối, anh tiêu cái này, đấy. Ăn cho nó sướng với dễ, tự nhiên quýnh nó mày bật ngửa là sao ông nội. Rồi vô trung tâm chơi. Ha, à, cua hoàng đế bên đây, cua hoàng đế bên đây. Cua hoàng đế là cái thằng này zip ghi trộn 260 mấy ngàn điểm rồi. Nó dữ. À nó vô trong hang các bạn ơi. Nó đang ở trong hang. Bố mày. Cái hang nè. Ôi mấy nhện cắn các bạn ơi, mấy nhện cắn trâu á. À, no no no. Cái búa không lấy. Cái búa này, cái búa này, cái búa này. Mất cái búa rồi. À, chạy 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 nhện cắn đâu á. Nhện mẹ. Ôi u nhện mẹ cắn bật ngửa mình luôn trời quái. Ê nhện ơi. Ư u nhện mạnh chở. Rồi lấy cái thùng. Kirito, Kirito nó chút xíu rồi các bạn, 83% rồi. Chết, 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 rồi nó phải chết. Mình giết 19 mạng rồi. Hello, hello, phát vô. Phát vô. Hello. Susu, Susu đứng lại em ơi, Susu. Susu, con cua đồng tinh nghịch. Ôi trời ơi, con cua gì. Con tôm rồi, con tôm cá búa. Chạy, trời còn đẻ gì con chạy tới nữa. Ôi chạy, 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 trời ơi, nó búa mình. Đúng là mình đồng dây sắt. Đó là mình đồng dây sắt đây. Nổ cái nè. Bên kia giành hàng tao hả mày. Mình tắt ba à. Chỉ là cua hoàng đế trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Chơi nè. Lèo 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 lèo. Làm thịt con tôm hùm. Làm thịt con tôm hùm. Làm thịt con tôm hùm 4000. Chơi nè chơi nè chơi nè. Chơi nè chơi nè. Bố mày dí vô cây dừa. Bố mày dí vô cây dừa. Thằng ghét ra ăn cái chiêu này của mình. Ủa các bạn thấy mình hung không? Phải như vậy như 87%. Ý nữa con này trưởng thành là hơi bị bé. Ở cái đằng san hô này sao nó kinh khủng vậy, đâu đi vô khác. Bên kia chơi với lại cua hoàng đế kìa. Cua hoàng đế ta đang đi đới với mày đây. Trời mình đi nhanh đi chứ. Mình đi nhanh ghê các bạn, tốc độ mình cũng nhanh đấy chứ. Đi ngang nhưng mà tốc độ mình hơi bị nhanh á. Đổi quá đổi quá, kiếm nhận thôi. Càng lớn trong một khoảng thời gian không ăn là mình sẽ chết. Cua Tasmanian bật ngửa để cho tao, bật ngửa để cho tao. Em phải nằm ngửa ra đi. Đâu rồi thằng nào nó đâu? À bên đây có con cua dừa ấy, ấy. Không phải cua dừa, King Killer này, King Killer. Ủa nó skill mình. Chạy chạy chạy, ủa nó măng là thầu xí mẹ. Chết rồi các bạn ơi. Chìa khóa dưới đây. Ok, xin lấy chìa khóa luôn. Ráng. Ồ xin xe chứ. Đậu phộng đó. Lấy gì khó thôi. Khó báo. Khó báo. Mình đang đến với bạn đây. Thì căn Trung Quốc chơi các bạn. Trung Quốc họ đặt tiếng tàu nữa chứ. Rồi đi xuống lấy khó báo rồi. Cấp bè à. Nhanh lên. Nhanh lên. Con nhện chạy theo cắn nữa chứ. Mày nhện khùng mày. Ê con nhện cắn bằng ngửa nữa. Ừ. Không hiểu luôn các bạn ơi. Số xui rồi. Ơi trên đường qua lấy này phải đập mở một cái thùng. Rồi mấy ông cố tránh xe cho tao ấy. Trời ơi suýt chết luôn, nó có khiên. Nó có khiên rồi, phải dùng skill luôn. Vãi chưởng. Con cua sắc tinh nghịch. Mình đến với bạn đây, chứ chịu khó. Đấy mình thấy trên minimap các bạn.
Đấy, chìa khóa ở góc đó, tới đâu nè. Ừ, không phải là chìa khóa bị thằng nào lấy rồi nên là nó đang di chuyển. Thôi chạy đi. Ủa sao con cua kia nó còn hồi máu nữa chứ, vãi vậy. Một thằng nó lấy chìa khóa đi rồi, mình phải rượt theo nó. Lấy chìa khóa mà không biết mở rương, trời, vác cái chìa khóa chạy lung tung luôn. Đây, nó đây, nó đây, nó đây, nó đây, nó đây. Ủa nó đâu, không phải, không phải, không phải. Chạy ngay góc rồi, trốn rồi, trốn rồi các bạn ơi. À, thằng Jin đi. Con cua ở chút xíu rồi, cầm chìa khóa chạy. Thôi, kho báu kia kìa, kho báu kia kìa. Rất là gần, kho báu đây đang đi không nổi. Mở ra cái gì đây? Ủa, tiền không mà lại là tiền. Ăn hòn hai hòn kho báu luôn. Ôi sao chết vậy trời? Hai con dưới nó quýnh mình. Ăn hai hòm kho báu tiền luôn mọi người. Không có cái gì cho nó mạnh mạnh tí. À thằng này nãy quýnh lộn với mình nè. Léo, 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 léo. Mình bị áp lực bởi kích thước. Tại vì kích thước càng lớn là càng dễ chết, càng đói á. À, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại bạn. Hip bro, hip 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 hip. Chín mươi lăm phần trăm rồi. Dù sao là trận này mình cũng để từng lên cua hoàng đế. Thằng quýt kìa, giết nó coi. Mày mày ở đây sao mấy con cua nhỏ không mày, trời, đạp cái thùng này cái. Lèo 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 lèo, lúc nguy hiểm là mình sẽ sờ tuôn nha. Quay đạp cái thùng, giành đồ ăn của tao. Lên giết cua hoàng đế đây các bạn. Trời, thằng giết bị nó 400 mấy ngàn điểm luôn. Lấy skill đi lên xúc nó. Ôi đói dữ rồi trời, đói cực kỳ luôn. Anh em thấy máu mình rút không? Máu rút như điên luôn á. À, cua hoàng đế này, cua hoàng đế này là cái thằng cua Tasmanian các bạn. Nó là cái thằng cua hoàng đế luôn. Các bạn thích mình chơi con cua đó không? Này nó này, nó này, Zippy này. Ê, đứng lại bạn, đứng lại. Đứng lại. Chết này. Chết đi, chết đi. Mình đi tìm nó là mình bị tụt top luôn các bạn. Vậy đi tìm nó lâu quá không chịu ăn cái gì á, mất điểm. Chạy giết cua hoàng đế là vui rồi. Cua hoàng đế sinh ra để chết mà. Ở cua đồng chạy chứ, có ăn tiền. Cái này thì cua đồng. Ôi, hai con cua Tasmanian nó dí không chết không tiền. Chạy 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 chạy. Hồi nãy mà mình dùng cái hút á, dùng cái hút thức ăn á, là mình top 1 nãy giờ rồi. Tại vì mình giết mà đôi khi mình ăn không hết đồ ăn. Sai tay me, sai. Chicken nè, chicken nè, chicken nè, chicken nè, chicken nè, chicken nè, chicken nè. Trời, dọn này giết 28 mạng chứ đâu có vừa. Nếu mà các bạn muốn mình post cái hình của con cua mới sau khi mà mình xin cái nhà phát hành á, thì anh em comment ở dưới và cho thật là nhiều like nha mọi người. Nhớ đăng ký channel của mình để mà theo dõi những clip mới. Cua tương lai mình nghĩ nó sẽ là một con cua legendary nữa, chứ không ai làm ra cua mega ray đâu. Thì chắc chắn có cua tương lai thì mình nghĩ sẽ có cua quá khứ, đúng không các bạn? Chứ sao nó giống như cái trò mà nuôi rồng đấy. Mày láo. Ô, quấn luôn, quấn luôn, quấn luôn, quấn luôn, quấn luôn. Như sao? Trời ơi, cái con cua tay dài đó bữa sau là mình sẽ chơi nha các bạn. Con đó nó cũng hơi bị hay đó, không phải đùa đâu. Trời, xác ở đâu chết từ lưa rồi. Trả thù. Mày cua tay dài. Mày léo, mày léo. Mày còn anh tiêu không? Mày còn anh tiêu không? Còn anh tiêu không? Mày còn anh tiêu không? No, tay nó dài quá. Quá giật. 99% rồi. Mở top 2 à.
À mình cách thằng 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 kia có mấy chục ngàn điểm chứ nhiêu. Thằng kia có mấy chục ngàn à. Con này đem hơi yếu nha các bạn, đem ba máy yếu á. Bởi vì nó là con Super Ray, tại hôm bữa hôm kia mình chơi cái con cua Legendary á, con cua Island á, quýnh một lần năm mươi mấy, cứ mình thấy nó mạnh quen rồi. Chơi lại con này thấy nó hơi yếu thiệt. Nhưng mà sau ra thì nó vẫn ok nếu biết chơi. Tại hôm nay mình xui thôi, mình ăn hai cái kho báu mà toàn vàng không à, chứ lấy ra cái bú thò với lại khiên vàng thứ ý, lấy được kho báu đó thôi ấy. Nào chơi khiên vàng thôi chắc bất tử luôn rồi chứ chơi gì nữa. Thì hôm nay mình đang bị viêm họng với lại đang bị mệt, nhau chắc mặt của mình bị sưng với lại giọng mình hơi khác thì anh em có gì thông cảm nha. 100% rồi, đây là kích thước tối đa của con cua sắt, con cua metal. Các bạn thấy bự không? Đấy, các bạn thấy con này bự không? Đấy, hơi bị ngầu luôn. Ôi kiếm rồi, kiếm rồi. An nè, đây 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 đây, dễ không đẹp không tiền, đây 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 đây. Ê, kiếm không lấy cái gì cha, kiếm kìa. À kinh cờ rép, kinh kinh chạy kinh kinh gặp lì phải là phải chết thôi. Thì cái ăn hiếp mình lúc mới đầu à, lúc nãy giờ mình vô chơi là có hai kho báu là mình ăn hết chai đâu. Bữa sau là mình sẽ làm một cái clip đi tìm khuyên vàng nha. Nếu anh em đồng ý và thích thì hãy like thật là nhiều lên. À, con bé Phúc này thì anh tiêu nè, phải chết rồi. Ô xúc xích vàng nào 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 nào, nãy giờ mới thấy con rùa luôn á trời, thiệt nãy giờ mình mới thấy con rùa luôn á, nãy giờ chơi mình mới để ý con rùa luôn á. Hello rùa, lâu quá không gặp bạn, hèn gì điểm mình ít. Ôi con này trâu, ngang ngửa quýnh ngang ngửa con rùa luôn. Bữa sau mình sẽ yêu cầu nhà phát hành làm thêm kỹ năng cho cái skin, chứ đẹp không thì không đủ. Ví dụ như con hôn ngân kinh luôn rồi, ví dụ như con cua này mà là con cua thép thì nó sẽ tăng thêm cái độ cái lớp vỏ của nó sẽ trâu hơn đấy, chứ còn skin thôi thì không đủ. Không biết có không, tí nữa mình ra mình kiểm tra nha. Nhưng mà nếu được thì hãy cho cái kỹ năng của con này. Lao lao bật ngửa cho con, thằng Red nãy mày giết tao hả mày, mày chết cha mày chưa, chết cha mày chưa. Con cua kia nó quay chống không rồi giờ quay. Ui ui chuối vàng, xúc xích vàng, chạy chạy chạy. No chết rồi các bạn, thôi nghỉ. Nếu mà các bạn ơi, phi thuyền phanh lý b kìa, phi thuyền phanh lý b các bạn. Em nghĩ mình nghỉ rồi nhưng mà mình thấy có một bạn tên là phi thuyền phanh lý b. Không hồi sinh kịp. Phi thuyền phanh lý b, một bạn tên là phi thuyền phanh lý b nha. Thì mình biết là có rất là nhiều bạn thích mình chơi game này, và nếu gặp mình thì hãy bật cái mà bt lên nha mọi người. Hôm nay mình trải nghiệm con cua thép, con Janmus Crab. Nói chung là cũng ok. Và chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Mà mình bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video clip sau. Thì để mình coi thử cái skin nó có kỹ năng không. Không, skin không có kỹ năng. Bữa sau mình sẽ kêu nhà phát hành cộng vô thêm. Bye bye anh em nha.